nay ngày 5 tháng 7, mình xin giới thiệu với mọi người cây cây Acotic, hiệu của nó là Paloma GD Formosa, developed in Japan, thì sản xuất ở Japan ha. Model là FGS 15C. Thì cây này cái tem nó hình chữ nhật. Cái kết cấu bên trong nó rất là đẹp nha. Nó nặng, nó khá nặng á. Kết cấu nó đẹp, nặng. Cái đèn này cái dạng thùng mỏng, dạng khuyết thùng mỏng. Mọi người nhìn nha. Thì cái phần ngựa này nè. Cái phần ngựa này khi mình nhập về là nó bị hở dưới đây xíu nè. Nó hở dưới đây xíu thì lần trước mình có để nguyên, mình up lên mình bán, nhưng mà mình vẫn chưa bán được. Thì bây giờ mình nhờ thợ luôn, mình đem lại thợ người ta dán lại cho mình luôn, dán phần ngựa này lại nè. Thì nó cũng không, nó mình dán lại thì có nghĩa là nó không có còn gọi là nguyên zin của nó ha, nhưng mà thật sự thì nó không ảnh hưởng gì hết, không có thay đổi gì hết, chỉ là dán cái keo lại thôi. Mọi người nhìn kỹ ha, cái này dán keo lại thôi. Cái vết chóc sơn của nó ha, chứ cái khóa thì nguyên zin mình giữ lại luôn. Đây cũng vậy, cũng bị vết trầy xước chóc sơn. Cái này hồi trước, lần trước mình đăng mình nấp bán là giá tới 3 triệu được á, nhưng mà đợt này thì có thể mình giảm để mình thu hồi vốn lại. Cái này thì bây giờ thì mình sẽ giao lưu với anh em mức giá là 2,5 triệu. Thì mình chỉ bao ship nha, bao ship có toàn quốc. Anh em chịu khó cọc cho mình khoảng 200k. Khi mình nhận đàn mình thanh toán thì mình trừ ra cái phần đó nha. Ở đây nó có một cái vết xước nhẹ nè, vết xước. Anh em thấy không? Nó có cái đường giống như là có cái đường rạch gì đó, đường rạch của dao lam hay là cái gì đó, nó có một cái đường dài nè. Nó cũng không có ảnh hưởng gì nha, chỉ là đường nhỏ thôi. Cái này do mình cần thu hồi vốn để mà mình nhập hàng mới về, thì mình sẽ để giá này 2,5 triệu, gần như là giá chỉ lỗ tiền ship của mình thôi. Anh em có quan tâm cây này thì liên hệ số điện thoại là 0918 910291, Zalo Lê Nhật Huy. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem lại lần nữa nha. Cái ngoại hình con này thì rất là đẹp luôn. Cái Z nó rất là ăn ảnh, mà mình cầm mình ôm rất là gọn tay luôn. Bye bye anh em nha.